Chờ chút xíu tôi chụp tấm hình làm kỷ niệm thôi. Anh Linh là thần tượng của em mà. Hả? Anh là thần tượng của em mà. Là thần tượng của em, cảm ơn em, nhưng mà mái tóc tiền cũng là thần tượng của anh. Hồi xưa trời ơi, trời ơi, sắc quá. Trời ơi, gì vậy? Trời ơi. Rồi. Rồi, mời em gái ngồi. Mời bạn giới thiệu về mình đi. Em xin gửi lời hỏi thăm anh Quyền Linh, chị Cát Tường xinh đẹp, cùng quý vị khán giả ở trên khán đài, cùng với cô bé ở bên kia, lời chúc sức khỏe và lời chào thân trọng nhất. Em là Trử Văn Sơn, là con cháu của Trừ Đồng Tử. Năm nay em 35 tuổi. Hiện tại em đang công tác ở trung tâm huấn luyện và đào tạo bóng đá trẻ của Sao Mai. Em cũng là giám đốc và quản lý các bạn nhỏ ở trung tâm. Chờ chút xíu tôi chụp tấm hình làm kỷ niệm thôi. Anh Linh là thần tượng của em mà. Hả? Anh là thần tượng của em mà. Là thần tượng của em, cảm ơn em, nhưng mà mái tóc em cũng là thần tượng của anh. Dạ, đây là một cái style của em, là em cũng để khoảng 4 năm rồi. Đẹp quá, thần tượng quá. Em cảm ơn anh. Em ơi, nhưng mà hiện giờ là em nói em đang sống ở đâu bên đây bạn? Dạ, hiện tại thì em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Thủ Đức. Rồi, bây giờ mình nghe bạn gái giới thiệu nha. Rồi, mời em gái. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Chào và em. Tất cả quý khán giả. Em tên là Ngô Lê Trúc Uyên. Hiện tại em đang làm kế toán ở trường học tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Wow. Anh chào em, anh cũng ở thi đấu ở Khánh Hòa 5 năm. Ủa là em đang từ ngoài Khánh Hòa vô đây luôn á hả em? Dạ, em vô hôm qua. Quay chương trình xong là ra lại. Dạ đúng rồi chị. Dạ, cũng cực và vất vả quá ha. Nãy bạn trai giới thiệu gì, bà con của Trử Đồng Tử hả? Em là con cháu của Trử Đồng Tử. Hôm nay em đi thì em nghĩ là sẽ gặp một nàng công chúa Tiên Dung. Ủa em tên họ gì, em đọc lại họ. Em là Trử Văn Sơn. Trử Văn Sơn à. Dạ. Rồi bạn gái cho tôi biết được những cái khuyết điểm và những ưu điểm của bạn đi. Theo mọi người nhận xét thì em là một cô gái tự lập, hòa đồng, hay cười và rất là hiểu chuyện. Mình có nhược điểm gì không? Dạ, nhược điểm thì em rất là thích ngủ, em ngủ rất là nhiều, rất là hay quên và em lười xếp quần áo. Hay ngủ là sao, rồi mình đi làm rồi? Ví dụ sáng 7 giờ em làm thì khoảng 7 giờ kém 10, kém 15 là em dậy rồi em đi làm. Thì sao kịp chuẩn bị sửa soạn? Dạ, nhà em là đối diện với cái trường của em đang làm. Em cứ yên tâm về xếp quần áo, ngăn nắp gọn gàng, anh sẽ lo việc đấy cho em. Có mới nói nha. Em làm được những cái điều đấy. Em là người rất là ngăn nắp và gọn gàng. Làm suốt đời luôn nha, đừng cái cằn nhằn cổ nha. Em là người có trách nhiệm, em nói được và em sẽ làm được. À, anh nói cũng lâu lắm rồi, nhưng mà giờ anh thấy anh có hối hận về lời nói đó. Nói là nhớ, bữa nay có nhiều người làm chứng lắm đó. Rồi hỏi tiếp em xíu là rút đi làm về thôi thì cái đó là em chỉ thích ngủ nướng thôi chứ cũng đâu phải là ham ngủ. Dạ thì bình thường á em hay buồn ngủ cái giờ mà người ta ở quê ta hay gọi là giờ chó ngủ á chị. Là giờ gì? Giờ chó ngủ. Giờ chó ngủ. Dạ chó ngủ giờ nào? Dạ. Dạ thường thường là khoảng 8 giờ rưỡi 9 giờ là ngủ, đến khoảng 10 giờ 11 giờ là tỉnh. Ủa giờ đó giờ chó ngủ hả? Dạ. Ủa giờ tôi mới biết giờ chó ngủ. Ủa nhưng mà có nhiều khi thì em cố gắng, em làm nhiều việc thì em cố gắng em làm. Còn mà ít thì em gần nhà, em coi em có việc em về xíu xong rồi em ngủ rồi em dậy ra em làm. Rồi đó, đang đi làm xong xin làm bộ xin nhà có chuyện về là leo giường ngủ. Ngủ một chút qua làm tiếp. Em nằm khoảng nửa tiếng là em tỉnh rồi em ra. Thì nào con chó nó dậy là em dậy. Tôi hỏi chơi mà trúng thiệt. Chị ơi cho em hỏi một câu, bạn gái bên kia là bạn có thích nuôi chó không? Em thì nuôi thôi chứ em không nuôi chi. Em nuôi càng nhiều chó cũng ngủ càng nhiều, cái chó ngủ cổ ngủ. Đã tốt nhất đừng có nuôi chó là cũng khỏi ngủ luôn. Ngủ giờ của chó mà, đúng không? Thì anh thấy em ngủ là anh biết là giờ đó là sao rồi. Thấy em ngủ là biết giờ đó là chó nó ngủ rồi. Dạ, đâu cần phải nuôi đâu rồi biết. À, đâu cần phải nuôi. Rồi bạn trai, bạn có ưu điểm gì? Ưu điểm của em thì em sống rất thẳng thắn, sang phẳng, rõ ràng. Cũng không biết chia sẻ với mọi người như nào, nhưng mà hiện tại về tình yêu thì em cũng rất là quý trọng những người con gái chung thủy. Em rất là ghét những người mà nói dối hoặc là những có những cái sự không thật thà trong cái cách trao đổi với nhau. Rồi. Em có tật xấu gì không? Cái tật xấu của em thì em nghĩ là nó cũng là một trong những cái ưu điểm của em, đó là sự thật thà và
hay bị người khác lợi dụng quá. Ừ, quá thật, đôi khi cũng bị lợi dụng ha. Dạ. Thôi, bây giờ mình chia sẻ chút xíu về đường tình của mình đi bạn em gái. Em trải qua mấy mối tình rồi em? Chuyện tình cảm thì em cũng đã từng trải qua một mối tình kéo dài nửa thập kỷ đó chị. Chia tay cũng được 5 năm rồi. 5 năm rồi. Dạ. Mà quen lâu vậy, lý do tại sao chia tay? Do bạn trai là lăng nhăng đó chị. À, lại là... Cái điều đó là em không chấp nhận được. Không trung thủy ha. Dạ. Cô gái này, cô nói như vậy có nghĩa là cô sẽ rất là trung thủy ha. Bạn trai yên tâm ha. Rồi thôi, một câu chuyện buồn. Bạn trai, tình trường mình sao? Tình trường của em thì em cũng chỉ có quen đúng một người. Người con gái đấy thì hiện tại là cũng đang ở bên nước ngoài. Đó là một trong những cái giai đoạn mà em cũng rất là khó khăn. Thì nó cũng có những cái sự cố của tuổi trẻ. Lúc đấy không tránh được cái sự nông nổi. Thì em chia tay cũng được 4 năm rồi. Và cũng không quen một ai cả. 4 năm qua là không có để ý tới ai luôn. Em có một cái tính cách của em là em rất là... Ra ngoài đường em cũng không để ý đến con gái. Mặc dù biết là người ta xinh, nhưng mà em cảm nhận là tại sao, em đặt một câu hỏi là tại sao mình như thế này mà người ta không nhìn, tại sao mình đi nhìn họ là gì. Trời, sĩ diện quá hả. Coi như bạn mình thế này ta không nhìn. Cũng em vậy mà anh còn nhìn mà đừng nói chi cô nào không nhìn đúng không. Không vậy cũng tốt nha. Để chút tôi qua tôi nhìn coi sao. Thôi được rồi. Như vậy là chúng ta cũng đã có một cái những cái mối tình mà đã qua rồi ha. Thành ra là mình bỏ qua đi, bây giờ mình tìm lại mối tình đây là dạ. Có như mối tình đầu và cũng là mối tình cuối nha. Dạ. Rồi, bạn gái muốn tìm một chàng trai như thế nào? Em gái. Dạ em chào. Ồ, xinh quá, chào em. Dạ em muốn tìm mẫu bạn trai của em thì ngoại hình thì cao 1m7 trở lên. Có luôn. Anh 1m1 bẻ đôi không gãy được không em? Khuôn mặt thì mũi đừng có thấp quá. Mũi thấp rồi sao? Dạ em không có thích thôi. Không thích mũi thấp hả? Dạ. Mũi này hơi bị thấp. Dạ, mặt đừng có ốm quá. Đâu về em đi sửa được rồi. Mặt này quá ốm. Gì nữa? Răng đừng có hô nữa anh. Răng đừng hô. Dạ. Hơi hơi. Không hút thuốc. Có hút thuốc không? Dạ không ạ. Không có luôn. Người đừng có gầy quá. Mặt thì gầy, người cũng đừng có gầy. Sao anh lên? Thôi được rồi, anh nói vậy cho em trong lòng em gọi là băn khoăn chút thôi. Rồi chút em nhìn em tự đánh giá thôi ha. Trời ơi ha. Trời. Nói chung là nãy giờ anh chụp, em coi anh mới chụp mấy tấm hình nè. Chụp tấm bữa rồi gửi qua liền ha. Em có email không, gửi qua liền. Đừng có làm rồi, bên nhà gái tôi ha, mà yên tâm đẹp. Rồi nói vậy để cho em lo lắng thôi, rồi vậy nó mới hồi hộp chứ. À. Nhưng thông báo cho em biết á, đây từng là cầu thủ bóng đá nha, đúng không em? Dạ. Cầu thủ bóng đá thì cũng chuẩn lắm nha. Đá ở vị trí lụm banh ý thủ môn. Thủ môn hả? Dạ. Chụp gôn đó, chụp dạ. 10 trận là vô đủ 10 trận cho em. Đâu em chụp 10 trận vô được, nhưng mà em chưa chụp được cô nào. Chụp 10 trận vô đủ 10 trận tức là vô sân đủ 10 trận á. Rồi yên tâm đi. Dạ. Nhà trai thấy đàn gái là nhà trai chịu rồi đó, dễ thương rồi. Em cảm ơn anh. Người mà đã từng là thủ môn á, đã từng nghe em chứ phải hiện tại. Mà đã từng bây giờ hết chơi rồi, cái xù ra mập xấu lắm em ơi. Đã từng thôi. Em thích mập á chị ạ. Nhưng mà bây giờ á, mấy anh này nhiều khi á là em chào chị. Hồi xưa trời ơi xấu quá. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi. Chị ơi cho em hỏi một câu này nhá. À. Bí quyết gì chị đẹp vậy? Chị đẹp vậy. À. Chị đẹp tại vì chị chỉ thích nhìn những trai đẹp thôi. Cái mình hưởng hương hoa cái đẹp của người ta. Mày quá đẹp. Em xấu. Mày quá em xấu. Mày quá em xấu mà sốc quá ha. Em hiểu lại lý do anh Quyền Linh đến chụp hình vụ gì rồi. Sao vậy chị? À khó nói em ơi. Khó nói nên lời. Cái anh này hồi đó anh làm cầu thủ ở Nha Trang phải không em? Em ngày xưa em thi đấu ở Nha Trang 5 năm. Fan nữ nhiều lắm không? Em đi. Là em dắt gái mà. Thì em nhát thôi nhưng mà người ta đâu có nhát em. Em cũng không biết là tại sao nhưng mà em đi ra đường thì con gái cũng thích mà để con trai thích em. Gì kỳ vậy trời. Hồi nãy anh nhìn là anh thích liền đó, chụp hình liền đó. Con gái không thích mà con trai thích. Dạ. Rồi lý do tại sao ra đường mà con gái đẹp thì lại không nhìn? Vậy là thích nhìn trai đẹp. Không, vì quan điểm của em không phải, nó cũng không thể tồn tại mãi theo thời gian được. Tại sao em phải đi nhìn họ mà không, họ không phải nhìn mình? Thì quay đây quay ngược lại, họ sẽ đặt câu hỏi mình xinh như thế này, mình đẹp như này, tại sao người ta không nhìn mình? Vậy là cuối cùng không ai nhìn ai hết. Không ai nhìn ai. À
Vậy thì bây giờ em mong muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Em muốn tìm một bạn gái là chung thủy, thật thà và cá tính một chút. Trời ơi, câu cuối câu này hơi riêng tư xíu. Thẹo trên mặt em là do đá banh hay là do? Dạ, do em đá banh. Là ngày xưa thủ môn thì chụp banh phải không? Ra banh thì chân gầm giày của cầu thủ hay lướt qua mặt và mi mắt các thứ. Cái banh ở bên đây mà em chụp nó chà cái cà xuống dưới không? Dạ đúng rồi. Chị sao chị ngày xưa không theo bóng đá nữ nhỉ? Chị mê với cầu thủ. Theo bóng đá nữ thì chắc bây giờ em nghĩ chị thành ngôi không, sao chị rồi. Chị không làm gì được đâu, chị té hoài tại chị nặng á. Cảm ơn em nha. Dạ em cảm ơn chị. Rất là không biết nữa, không biết là đẹp hay không, nhưng mà nói chung là đặc biệt người ta sẽ nhìn. Thôi bây giờ em cứ hỏi người thân của em đi. Dạ hôm nay em đi với anh họ của em. Trời. Với gì? Em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và tất cả mọi người ở trường quay ạ. Theo em thì em với Uyên thì sống từ nhỏ với nhau, cho nên tụi em rất là hiểu nhau. Thì em nhận xét về Uyên thì rất là sống rất là tình cảm, chung là cũng hơi lười chút thôi. Từ sâu với mối tình đó thì rất là khó là kén chọn. Còn về bạn trai bên này thì anh thì em thấy thì về ngoại hình thì nó cũng không đạt về cái tiêu chí của em lắm. Nhưng mà đàn ông thì cũng không quan trọng cái ngoại hình như vậy. Về sự nghiệp công việc thì anh thấy cũng khá là ok, ổn định. Thì em nhận xét như thế. Tại chứ nhận xét về con trai nó cũng không phải là sở trường của em lắm. Hôm nay mình đi với ai em trai? Hôm nay em đi thứ nhất cả bố nuôi của em và ba người phụ huynh là ba người anh đã giúp đỡ. Và bố của em cũng là những người giúp đỡ cho em có được những ngày như hôm nay. Rồi, cho gặp bố nuôi đi ha. Thứ nhất là chào Quyền Linh và thứ hai là Cát Tường. Dạ. Thứ ba toàn thể khán giả có mặt tại hiện trường hôm nay. Qua giới thiệu về cô bé thì bố thấy thì được đấy Sơn ạ. Thế còn dạ. Tùy hiểu trong cái lúc mà các bạn hẹn hò và tìm hiểu thêm. Sơn thì người con trai thì quá thẳng thắn và hiền, nhút nhát. Còn cô bé thì có cái cá tính rất là tốt. Thì hai bên nó hỗ trợ. Thì bố thấy về sau tương lai của các con là được. Vì bố thấy là hai bên đều có nghề nghiệp đầy đủ. Bố thấy là được đấy con ạ. Dạ, con cảm ơn bố. Dạ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn chú. Bây giờ là tụi anh sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt ha. Nhưng mà theo anh trước khi mở rào mình làm láng hết cái này luôn được không? Trường hai bên đây thôi. Anh làm giống như mình làm. Làm bên nhà gái em hoang mang rồi nha anh Linh. Chớp đây nè. Anh có tông đơ làm sẵn luôn nha. Được, ok anh. Nha. Ok. Thấy chưa, làm giống như mở ra giống như trái bóng luôn. Dạ, vâng. Kéo rèm nha. Mở rào. Chuẩn bị để xem anh chàng này thế nào nha. Chào em, anh có một món quà tặng em là cây xương rồng. Và anh muốn nói với em rằng thời gian dù khắc khổ như thế nào, cây xương rồng này nó vẫn sống mãi, nó vẫn trường tồn như tình cảm của anh sẽ dành cho em. Dạ, cảm ơn. Món quà thứ hai đó là một chiếc đồng hồ. Và anh muốn nói với em rằng thời gian sẽ chứng minh cho anh biết tình yêu của anh dành cho em như thế nào. Cao dữ ha, thủ môn cao ghê ha. Ok. Rồi, em cảm ơn. Em thì em có món quà tặng anh là một quyển sách. Quyển sách này thì nói về ẩm thực của quê hương em. Thì em mong là nếu mà chúng ta có hẹn hò thì em sẽ đưa anh về quê và ăn hết tất cả những món trong quyển sách này. Ok, anh muốn ôm em được không? Vậy mà không nói đi được gặp gái không nhỉ? Rồi bây giờ sao? Bây giờ cảm nhận về đầu tiên gặp nhau thế nào? Cho em nói trước. Anh thì em thấy anh tướng tá thì cũng được. Tại sao cũng được? Mặt anh hơi ốm quá. Em lại muốn người mặt tròn kia. Không phải, anh nghĩ là không phải một phần do tự anh lo cuộc sống của anh nên không có thiếu một cái bàn tay chăm sóc của người phụ nữ. Hiện tại bây giờ anh đang là 72 cân, nếu anh lên 75 cân thì lúc đấy chắc là anh sẽ mập hơn. Ăn hết cái cuốn sách đó là mập mà, em lo gì. Em góp ý luôn đi để em thay đổi luôn. Muốn gì đó anh nhìn em góp ý luôn đi. Dạ, lọn tóc của anh có thay đổi được không vậy? Nếu em muốn anh thay đổi, anh sẽ vì em để thay đổi. Anh sẽ vì em để thay đổi. Thôi kệ đi em, vậy cho vui em cạo luôn hay là nhìn. Em cạo luôn hay là hớt giống như cái bóng. Em góp ý luôn đi. Dạ, nếu mà cạo thì cạo luôn, còn không thì để tóc bình thường chứ đừng có. Anh có một quan điểm, không phải anh có một quan điểm ấy. Sự gai góc ở bên ngoài không thể đánh giá được con người ở bên trong. Khi em có thể nhìn thấy hình ảnh bên này, nhưng mà ở bên trong tâm hồn của một người
nó sẽ làm cho em lay động về điều đấy. Anh yếu đuối lắm, dễ vỡ lắm em ơi. Em nhìn cây xương rồng không? Dạ. Anh sẽ là sự gai góc đó và anh sẽ luôn luôn bảo vệ em. Rồi bây giờ vô chuyện tình yêu đi nè. Bây giờ là yêu xa. Anh có ngại yêu sao? Anh chưa bao giờ quan trọng chuyện xa hay gần. Quan trọng là tình yêu của anh dành cho em nó có đủ lớn để mình rút ngắn khoảng cách đấy hay không. Em thấy anh là người như thế nào về tính cách, về con người, về mọi thứ? Dạ thì em thấy anh nhìn thì cũng chững chạc, không biết nghĩ với người khác. Là anh bảo anh không thích con gái lăng nhăng, anh thích trung tình, thì em nghĩ anh cũng là một người trung tình, thì cái đó em rất là thích. Ở Ninh Hòa anh cũng có bà ngoại nuôi ở ngoài đấy. Em ở Ninh Hòa thì em ở nông thôn. Em ở chỗ nào? Phải thị xã, em ở xã. Anh không quan trọng về điều đấy. Dạ. Chúng ta sẽ gặp nhau như thế nào? Em muốn anh gặp em như thế nào? Thì lúc nào rảnh, thì có thời gian thì gặp nhau thôi. Anh thì không theo một cái lập trình nào hết. Có thể là ngày hôm nay thích, ngày mai anh sẽ bay ra với em luôn. Cuối tuần em nghỉ thứ bảy chủ nhật. Nếu mà em thích, trong lòng em muốn thì em sẽ bay vô thôi, không có gì hết á. Ngày kia em còn ở đây không? Ngày chủ nhật. Dạ, chủ nhật thì đám hỏi của em gái em ở Phan Thiết. Thì trong ngày thứ bảy em sắp xếp em về đó. Tại sao không phải là chiều nay mà là ngày kia? Vì hôm đó là ngày sinh nhật của em. Nếu vậy thì em sẽ bay ra ngoài kia tổ chức sinh nhật chứ. Đi xuống Phan Thiết luôn. Được thì anh đi cùng em về Phan Thiết ăn đám hỏi rồi tổ chức sinh nhật ở đó luôn. Nhưng mà nãy anh nghe có chi tiết rất hay. Bà ngoại nuôi. Dạ. Ở đâu? Ở Khánh Hòa. Tức là gần Ninh Hòa gần... Không, ở trong thành phố, trong ở Ninh Hòa, ở ngoài thôn. À, dạ. Có em gái nuôi nó ở Ninh Hòa không? Dạ không. Nhiều người nuôi quá. Nếu mà có bà ngoại nuôi ở đó thì cũng là một điều kiện thuận lợi đúng không? Dạ. Đó, em phải hỏi cái địa chỉ ở đây là xã nào này kia để em biết về chứ đúng không? Em nghĩ là sau chương trình thì em sẽ lấy của bạn về thông tin, rồi hai đứa bọn em sẽ đến với... Em sẽ tự đi. Ừ, tự và... đi. Chứ không... Thế cái kế hoạch kết hôn như thế nào? Em nghĩ chỉ khoảng 4-5 tháng. Hỏi bạn gái coi bạn có chịu... Em có muốn điều đấy không? Dạ em thì chỉ cần bây giờ chứ người phù hợp lên. Anh có phù hợp với em không? Làm sao người ta trả lời câu đó được? Văn hóa của bọn anh rất là Tây. Và bọn anh cũng rất là thoáng. Khi mà suy nghĩ như thế nào anh sẽ hỏi em như vậy. Ví dụ nhà anh nói là anh rất là thích em. Thì anh sẽ nói rất rất thích và anh nói sự thật điều đó. Và anh cũng muốn từ khía cạnh của em nói thật với anh. Và sau này chúng ta có những cái sự khúc mắc thì chúng ta có thể chia sẻ nhau bằng suy nghĩ đó để anh khắc phục đó. Yeah. Okay. Bây giờ đặt một vấn đề ra, nếu như hai bạn đồng ý hẹn hò với nhau và tiến xa hơn nữa, chúng ta sẽ ở đâu và làm gì để phát triển kinh tế? Em nghĩ là em thích cuộc sống trong Sài Gòn vì nó cho em sự tự do thoải mái. Em nghĩ sao về điều đấy? Em thì em thích xa nhà. Ví dụ từ nhỏ thì em cũng lại muốn đi học xa, đi lập nghiệp ở Nha Trang rồi đi về. Nên là em cũng muốn là bây giờ em kiếm một người nào đó ở xa, nhưng mà người ta đủ điều kiện để mà lo lắng, yêu thương, chăm sóc cho em. Anh nghĩ là em sẽ về đội của anh. Anh sẽ đưa em thành ngôi sao. Những gì anh nói ra, anh sẽ làm được. Anh đủ điều kiện để lo cho em. Được, đó. Nếu nói thẳng như thế là được ha. Bây giờ anh thấy em... Trái banh nè, chốt trái banh nè. Em bây giờ em thể hiện cái tài năng của em cho cô ấy xem đi. Để thuyết phục cô ấy trước cái đã. Với cái câu chốt hồi nãy là được rồi đó. Ừ. Còn chuyện gì đến thì tùy cô gái nha. Nào. Ở đó được rồi á. Bắt đầu. Khó à. Thôi được rồi, nói chung điều kiện đây không có nhiều để cho em làm nha. Nãy giờ nói chuyện qua lại thì anh nghĩ rằng em gái cũng đủ bản lĩnh để quyết định chúng ta nên bấm nút hay không bấm nút. Điều đó tùy thuộc vào các bạn, tùy thuộc vào trái tim của các bạn, tùy thuộc vào sự suy nghĩ của các bạn nha. Đây là một nửa yêu thương của mình có phải hay không? Đây là người mình phải tin tưởng hay không? Để giao phó cả cuộc đời mình. Hãy suy nghĩ thật kỹ nha em gái. Cho em xin nói một câu. Nói đi em. Có hai người phụ nữ anh sẽ quỳ trước mặt, đó là mẹ anh và em. Và trong tương lai anh sẽ làm điều đấy với em. Chúng ta đến đây và đó là cái duyên nên anh sẽ rất muốn đi cùng cả em những đoạn đường cuối cùng.
3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Nhấn nút chứ không phải là đập cái nút. Nhấn. Đó. Em gái có bấm nút không? Dạ. Không. Rồi bấm mà em. Nào. Thực sự anh rất muốn em gái bấm nút. Bởi đây là một chàng trai rất là chân thành. Anh đã nói đến mức như thế. Anh ấy cũng ấn tượng, cũng đẹp trai. Nhưng lý do tại sao vậy em gái? Em không phải là em không bấm nút, là không phải là em không thích ảnh, mà em còn một chút gì đó suy nghĩ nên là em không bấm. Thôi cái đó là quyền của em. Chúng tôi đã cố gắng để kết nối hai trái tim lại với nhau, nhưng vẫn còn một chút băn khoăn nào đó. Chị cũng hơi bất ngờ là em không bấm á, chị rất tiếc. Nhưng mà có thể để hiểu với phụ nữ là có thể em quyết liệt quá, mà thời gian thì còn ngắn quá, cổ ấy chưa kịp cảm nhận, cổ cần thời gian hơn. Biết đâu bây giờ không bấm nhưng sau này các bạn sẽ tìm hiểu rồi làm bạn với nhau sau cái sân khấu này. Nếu có dịp anh về quê em thì em vẫn đưa anh đi hết ăn. Đây quà của em, cứ cầm. Rồi, chúc các bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình, sớm tìm được hạnh phúc của mình. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam. Cảm ơn. Gửi tặng các bạn. Bạn trai có muốn nói gì không? Cảm xúc của em hiện tại. Cảm xúc của em cũng hụt hẫng nhưng không sao. Em đã làm tất cả những cái gì với bạn. Nếu mà sự đón nhận của bạn không có thì đó cũng là do duyên số thôi. Có duyên mà không có phận với nhau nha. Không sao cả ha. Hy vọng là mình sẽ sớm tìm thấy hạnh phúc của mình trong tương lai. Rồi, rồi cảm ơn. Em về Thủ Đức, bên kia về. Mời bạn nam. Rồi, chào bạn, ngồi với bạn. Mời bạn nữ. Chúng ta giới thiệu về mình lớn lên cho đối phương cùng nghe nha. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào các bạn theo dõi và chào bạn nữ. Mình tên là Trần Ngọc Đăng Khoa, 33 tuổi. Mình quê ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Hiện giờ em đang sống và làm việc ở quận 10. Nhà em làm sản xuất cho sơn cho đồ gỗ. Rồi, mời em gái giới thiệu. Em chào chị Cát Tường, chào anh Nguyễn Linh và toàn thể quý khán giả. Em chào anh bên kia. Em tên là Nguyễn Phượng Hoàng, năm nay em 24 tuổi. Em sống và sinh ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm việc tại quận 1, là nhân viên văn phòng, kế toán. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em hay vui vẻ, hòa đồng. Em hay cười lắm. Em cũng chịu khó, kiên trì. Em có thể chịu cực được. Điểm xấu của em là hay nóng tính lắm. Dễ bộc ra trên mặt em lắm. Em hay bộc lộ cảm xúc của mình ra và mau quên. Nhiệt tình, dễ thương mà hơi nóng tính. Hay bộc lộ cảm xúc bên ngoài. Những cái người này là phải nói là họ rất là vui vẻ. Nhưng mà đôi khi nóng mà họ kìm cảm xúc không được, đúng không em? Bộc phát thôi nhưng mà lòng thì tốt lắm. Em giống y chang nhau vậy đó. Rồi, xin mời bạn trai nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình. Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, dễ làm quen. Nhưng mà lại một cái là cơ thể em là em không nhậu được. Ui, tốt rồi. Dạ, là... Có nóng tính không? Em nghĩ thì em cũng không nóng tính, nhưng mà cũng chịu khó lắng nghe và hiểu chuyện. Nhưng có tật xấu gì không? Em hay chiều người yêu quá. Tốt chứ. Đã, có người yêu khoái có gì đâu người. Nhưng mà nó thành ra là cái có thể em không gặp đúng người, là thấy em chiều vậy thành ra là nghĩ là em yêu thương quá rồi, cái gì cũng được hết, cho nên càng lúc càng như là muốn ỷ lại, đúng không? Kiểm soát em, muốn em thay đổi theo người ý người ta mà không cần biết là em có thích hay là không thích. Em thì những lúc đó em lại kiểu chịu anh cho em cho qua. Rồi khúc mà không chấp nhận nổi nữa thì đó là coi như tình cảm nó cũng hết, nên dễ cũng đổ vỡ chia tay rồi. Anh thấy là tính của em, cô bên kia được đó, bên kia rất là kiên nhẫn, kiên trì ha. Anh thấy hai người cũng hợp về tính cách đó. Cái đó không phải tật xấu đâu, mình chiều phụ nữ không có gì xấu đâu em. Kệ. Anh chia sẻ vậy em cảm thấy như thế nào? Mình có được đằng chân lưng đằng đầu mình ăn hiếp ảnh không? Dạ chắc cũng có. Trời ơi chắc cũng có. Dạ chắc cũng có. Trời ơi chắc cũng có. Phụ nữ ăn hiếp đàn ông là chuyện bình thường. Tình trường mình sao em? Em có trải qua hai mối tình. Mối tình gần đây nhất thì em đã kết thúc cũng được gần một năm rồi. Em quen cũng được 2 năm. Do vấn đề tôn giáo, gia đình anh ấy không có chấp nhận theo đạo. Ủa em là em có đạo hay em gái? Em hỏi ảnh đi coi. Dạ, sao em có đạo anh. Em trai có đạo không? Em có đạo. Quá.
Em yên tâm mà ha. Yeah. Mấy cái vụ này trục trặc hoài luôn á. Rồi tình trường mình sao em trai? Em cũng quen cũng nhiều người, nhưng mà trước năm 30 thì em không nghĩ tới chuyện lập gia đình. Nhưng mà sau 30 thì em thực sự em chỉ tìm hiểu là hai người, hai bạn. Bạn thì lại là nhà là quy y, gia đình ở đó không chấp nhận. Với lại một bạn nữa là sống nghiêm khắc quá, nghiêm khắc trong khuôn khổ á. Ví dụ đơn giản là Tết đi, chơi trong nhà mình cũng đánh bài hên xui, mình Tết nha vui, thì bạn đó lại nó nghĩ lại là chơi một xíu sẽ chơi nhiều thì kia, nên những cái đó bạn cũng không chấp nhận, rồi lại gây gắt rồi cãi nhau nữa. Không, bạn cũng nghĩ cũng đúng đó. Tính ra là nếu mình đánh riết rồi nhỏ nhỏ thì ra đôi khi mình ghiền đánh lớn thì sao? Chỉ là em chơi trong nhà em thôi, người trong gia đình với bà con thôi, ăn mặc cách nói chuyện hay là ăn uống hay là đi chơi bên ngoài hay nhiều thứ lắm. Bắt theo phải theo ý của mình đó đúng không? Dạ đúng. Vấn đề chỗ là em qua 30 rồi. Dạ. Em cũng muốn thật sự là muốn lập gia đình chưa? Sau 30 là em đã nghiêm túc. Nghiêm túc lập gia đình. Dạ. Hoàng muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em không có quan trọng về ngoại hình của bạn trai, nhưng mà em mong bạn trai của em là người chín chắn, biết lo, biết nghĩ cho gia đình, không có gia trưởng. Hoặc bác cũng được, còn không thì em cũng có thể là nói chuyện, bắt chuyện trước với bạn trai cũng được, cũng không vấn đề. Mình làm dâu được không em? Được chị. Được ha. Em thì thích con trai ốm hơn em, cao hơn em, nhưng mà trước giờ em từng quen toàn những người tròn người với lại cũng thấp thấp. Mong muốn thì như vậy, còn không được thì cũng không sao ha. Yeah. Miễn tốt với mình, yêu thương mình là được rồi đúng không? Dạ yeah, đúng rồi. Rồi còn bạn trai, mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Em thì em thích một người cũng vừa vừa, người khoảng chừng 1m55 tới 1m6, không ốm quá, người có da có thịt tròn tròn múp múp mếp mếp chung ha. Phụ nữ với có da có thịt dễ thương ha. Dạ, nhìn dễ rồi thương. Biết hiểu chuyện thì cũng như là thông cảm, gặp nhiều người lớn thì biết điều xíu là được rồi. Rồi phụ nữ dễ thương lắm, sao đâu. Để anh qua xem đàn gái thế nào nha. Trời ơi, có da có thịt lắm luôn á, đúng như ý em nói luôn. Đàn gái dễ thương, nụ cười rất là có duyên ha. Nãy giờ em nghe chàng trai bên đây nói chuyện thì em thấy có một chút gì đó nó tâm đầu ý hợp không? Cũng có anh. Trời, giọng dễ thương lắm á. Nếu gì vậy làm dâu, em làm dâu được không? Em làm dâu thì được, nhưng mà em không biết là ba mẹ anh có chịu nổi em không thôi. Tại vì em cũng dữ lắm. Em dữ, dữ chồng chứ, dám dữ với bà già chồng hả? Trời đất ơi, nấu nướng gì được không? Có, em thích nấu ăn. Nhưng hình như người ta ít ăn hơn em. Dạ, cái này em đã giảm cân rồi đó anh. Giảm rồi đó hả? Dạ. Cái này là múp múp thôi, không có mập. Nhưng mà em gái, em không thích cái gì, tật xấu gì của người đàn ông? Em chỉ không thích người đàn ông là lúc nào cũng càm ràm với lại la mắng. Quan trọng là lúc mà khi người ta nóng giận lên đó thì người ta mới bộc lộ ra cảm xúc thật. Nóng giận bộc lộ chỉ có em bộc lộ thôi. Nãy em nói đúng không? Dạ. Yeah. Giống tính tôi á, nóng lên cái bộc lộ thể hiện luôn rồi, xong cái hết liền. Sao anh này hiền lắm, anh thấy được á. Nay là giảm cân rồi hả cưng? Cười rất là tươi ha. Nhịn ăn hay là tập thể dục hay là dạ, như thế nào? Cái này em ăn kiêng với lại em tập gym, cũng bắt đầu giảm cân là 7 tháng nay rồi. Cố gắng thêm xíu nữa. Không phải giảm thêm 5kg nữa em. 5kg nữa là được. Chào em. Dạ, thưa chị. Thích người múp míp hả? Dạ. Thích của nào trời trao của nấy ha. Dạ, hy vọng vậy. Hy vọng vậy ha. Rồi, bây giờ thiếu được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ cỡ 1 năm. Vợ nhỏ tuổi hơn mình nhiều nhiều á, em có ngại gì không? Em không thấy không có vấn đề gì, chồng là hiểu nhau thôi. Hồi xưa em chưa muốn lấy vợ cho nên là em chưa có quyết liệt. Lần này là phải quyết liệt nha. Dạ. Chứ đừng làm mất riêng con gái người ta ha. Dạ. Em trai đi với ai vậy? Em đi với má với lại thím với dì. Chào cô. Chào MC Quyền Linh, chào diễn viên Cát Tường. Dạ. MC Cát Tường. Em là dì của Đăng Khoa. À. Đây là mẹ, mà mẹ run quá không nói được. Thấy cô bé này cũng nói chuyện có duyên, khuôn mặt cũng dễ thương nhưng mà có là hơi mũm mĩm. Không sao, em nó tập gym này được. Mẹ là thấy đồng ý, hai gia đình có đạo là mẹ cũng mừng lắm rồi. Dạ, con cảm ơn. Cảm ơn cô. Hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với bố mẹ, với cô, với lại chị. Chào. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Thì đây là cha và kế bên tôi là mẹ của cháu Phượng Hoàng. Thì cũng nói thêm là cái cháu của Phượng Hoàng này đó thì đúng là tính nóng, cũng giống mẹ. Nhưng mà cái là cháu có bản lĩnh, tôi phải công nhận. Chẳng hạn như cháu mũm mĩm nhưng mà cháu giảm cân thì dứt khoát là giảm cân. 7 tháng nay cháu giảm được 20 mấy ký rồi. Còn về công việc làm thì nói chung là cháu trải nghiệm rất là nhiều công việc, thấy được chỗ đó thì thấy rất là bản lĩnh.
cháu cũng có cái khuyết điểm là nấu ăn thì cũng không được nhiều bằng anh Quyền Linh đâu. Còn những tính cách về nữ thì để nhường cho mẹ cháu nói hay. Xin nói thêm, gia đình cũng tự hào vì cháu, hồi trước cháu mập lắm, giống như cháu cương quyết làm gì thì cháu làm được, không có tự tin mặc cảm, nên gia đình rất là mừng. Sẵn như đây gặp hai gia đình thì anh bên đây cũng dễ thương. Xin hết. Mẹ do. Cảm ơn cô chú. Qua cách nói chuyện của mẹ thì biết rằng cô gái bên kia rất là bản lĩnh, giảm 20 mấy ký là bản lĩnh lắm đó. Anh mà giảm có 5-6 ký mà anh coi như anh cả năm nay anh bị stress luôn đó, chứ không phải giỡn đâu nha. Ngày xưa em 105 lận, bắt đầu em giảm cân là từ tháng 3, cuối tháng 3 đến bây giờ là em giảm, bây giờ em còn lại là 76 ký. Rồi, chúc em cho anh gặp riêng chút xíu để em cho anh bí quyết giảm 20 mấy ký nha. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Đó. Em chào anh. Dạ, khi em gửi tặng anh. Dạ, rồi em cảm ơn. Cái này là cỏ may mắn, em cũng chúc anh luôn may mắn trong cuộc sống cái này. Hy vọng là em thích quà của anh. Dạ, rồi em cảm ơn anh nha. Em thì giờ là em ở quận mấy? Dạ, em ở quận Bình Thạnh. Nhà em là đạo, là hai bên nội ngoại đều có đạo hết luôn hả? Dạ, đúng rồi. Anh thì thực sự nói là anh chỉ có theo đạo bên ngoại, bên nội anh thì không có đạo. À, em, anh thấy em như thế nào anh? Em dễ thương, em cười tươi. Em cảm ơn. Giọng em hiền, nghe hiền. Nếu mà ví dụ em với anh mà có hẹn hò thì anh, em nên giảm cỡ khoảng bao nhiêu ký nữa thì sẽ được anh ha? Nói thiệt là anh cũng, nhưng mà em cỡ vậy cũng là vừa. Nếu có thể được thì một xí thôi, cũng không cần phải nhiều quá. Như là anh giúp là không phải là ép, em cứ tập rồi ăn uống bình thường là sao? Dạ, sao? Mục tiêu của em bây giờ là em còn phải giảm thêm 20 ký nữa. Nên 7 tháng nữa hả? Không, nhiều lắm em ơi, 10 ký nữa là được rồi. Là nói chuyện tình yêu đi, cứ nói giảm ký hoài. Như nãy em chia sẻ, anh có chấp nhận được cái tính nóng tính của em không anh hả? Quan trọng là ta nóng, mà nóng mà ta ghim luôn thì hơi khó. Nhưng mà nóng mà ngay lúc đó rồi quên thì cũng lắm, anh ngồi anh nghe em nói thôi, sao đâu. Khi nào mà em nguôi rồi đó mình nói chia sẻ lại sao. Không, em tính thì em nóng thì em cũng dễ lắm. Em nóng rồi im một hồi, nhưng mà phải nói chuyện lại với em chứ không là không cho em. Phải nói chuyện lại, giống như là mình bắt một cái câu chuyện khác là em sẽ tự động lại quên à. Tính em cũng không quên nữa. Vậy thì yên tâm, anh lái qua chuyện khác thôi, là coi như hết giận hết nóng thôi. Dạ. Hình dung cô gái này mà em tưởng tượng mà ốm xuống 10 ký nữa là chuẩn luôn nha, mặt rất đẹp luôn á. Thường thì anh rảnh được 2-6, từ thứ ba thứ năm là đánh cầu lông. Anh thích đánh cầu lông. Buổi sáng thứ ba thứ năm là cũng có đi tập gym một xíu. Ta hẹn tập gym chung đi. Tập chung. Mua một bộ cầu lông, hai đứa đánh chung đi. Đánh cầu lông cũng ốm đó em. Dạ, em thì chưa biết đánh. Nếu được thì anh có thể chỉ em cách đánh cầu lông cũng được. Xem phim á, em thích xem phim thể loại cái gì? Dạ, em thì cũng thích coi phim rạp lắm. Thấy phim nào hay là em coi. Ngày xưa là em cứ túc trực trong rạp phim. Bây giờ em đi làm rồi thì thi thoảng mới đi coi phim thôi. Một tuần cũng coi phim một lần. Nếu mà có người đi chung thì em mới đi chung. Hy vọng là anh hẹn em đi coi, đi cho chung nha. Dạ. Yeah. Quan điểm thế nào về sinh con trai con gái, mấy đứa con là đủ? Theo ý em là... Dạ, em thì không quan trọng vấn đề đó. Em trai gái đều được hết. Nếu có đông thì càng vui, mà bây giờ nuôi nổi không thôi. Chở hai đứa ba đứa là vui được. Chở hai đứa ba đứa còn mà hình mất chết. Từ ngoại hình của em thì em cứ thoải mái, em thích tập thì em tập, nhưng mà giảm được thì tốt, không giảm được anh nghĩ cũng không vấn đề quan trọng lắm. Dạ. Cùng lắm dù như anh ráng anh ăn lên chứ lên ký xíu để liên hợp với em nhiều hơn thì được hơn. Dạ. Giờ hết thời gian. Dạ. Dễ thương quá. Mình cảm nhận đối phương có phải là một nửa của mình hay không? Mình bấm nút đây là bấm nút để hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Mình phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình, có gia đình hai bên đang chứng kiến nha. Bấm hay không là quyền của các bạn nha. Chuẩn bị. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Các bạn làm tôi hồi hộp quá. Nhìn hai đứa duyên lắm á, nắm tay chặt thế nào. Nè, bắt đầu từ giây phút này, bắt đầu từ ngày hôm nay, có mặt hai bên gia đình ba mẹ,
và hàng triệu khán giả làm chứng. Rồi xin phép bác làm nhiệm vụ đi. À, vậy gia đình cho con phép hung bán với Hoàng. Cái nụ hôn đó để mình tèn 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 tèn. Rồi tặng em. Tèn 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 tèn. Bây giờ mình giới thiệu về mình đi bạn trai. Em tên Nguyễn Hoàng Long, năm nay em 35 tuổi, em đang sinh sống và làm việc ở Tiền Giang. Em là quản lý tổ ngành hàng của Cốc Mắt Cầu Công. Rất rõ ràng, mời bạn nữ giới thiệu. Em tên là Châu Trần Tuyết Ngân, năm nay em 28 tuổi, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Nhà em ở quận 8, em là nhân viên điều dưỡng. Đến Tiền Giang chơi lần nào chưa, về miền Tây chưa? Quê nội ở nhà Cầu Công, không biết tiếng Trung. Chung đúng không? Còn Công Tiền Giang chung đúng không? Trời đất ơi. Còn Công mà nói giờ không biết phải Tiền Giang không? Gò Công là một huyện của Tiền Giang. Em miền Gò Công quê hương Trương Định. Có biển này ha, Dàm Láng này ha. Có rất là nhiều trái cây như là mít, xoài, ổi, mận, sabu chê, vân vân. Đó, giới thiệu sơ sơ vậy thôi. Rồi, có dịp về mà đặc biệt có cái là quê hương của hai người hoàng hậu. Đúng Việt rồi. Nam. Đúng. Giới thiệu cho biết luôn em. Dạ, Từ Vũ và hoàng hậu Nam Phương. Đó, thấy chưa? Biết không? Không biết luôn. Trời ơi. Trời ơi trời, cô làm điều dưỡng ở đâu? Hả? Không, Từ Vũ từ từ em sẽ biết. Trời ơi. Đừng lo. Bây giờ ưu điểm khuyết điểm của em đi. Ưu điểm của em á là em có siêng năng. Siêng năng. Biết nấu ăn. Rồi gì nữa? Bình thường thì em ít đi chơi ở nhà thôi. Khuyết điểm của em là gì? Hơi khó tính, làm biếng là nói chung là ở nhà không có đi đâu, ít bạn bè lắm. Rồi bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em á là kỹ tính, sạch sẽ. Ừ. Chỉnh chu. Dạ, còn khuyết điểm là nói chung ngủ ngại trước đám đông, ngại nói chuyện. Bình thường em xàm xàm được, giờ đám đông em run. Em hay run. Xàm. À, xàm cho nó vui. Dạ. Cuộc sống mà đôi khi nó áp lực đúng không em? Dạ, áp lực. Nó, em nói em kỹ tính là em kỹ làm sao? Ví dụ em vài cái kỹ chị nghe coi. Dạ, thì đồ thì em tự ủi em đi làm. Tóc thì em 15 ngày em hớt một lần. À. Ta cũng tốn tiền hớt tóc dữ ha. Dạ. Không, em hớt tóc với quê đâu có nhiêu. Dạ. Anh hớt hớt có 7.000 cái đầu, bo 3.000 là 10.000. Ủa anh Linh là bao lâu cắt tóc? Dạ, massage luôn đó chị. Massage. Dạ, massage. Anh là cứ 10 ngày làm là không có cần phải vô spa này, cứ hớt cho mắt. Anh hớt dạo không? Dạ, gốc me không à chị. Gốc me, gốc xoài gì đó. Rồi. Cứ đưa cái miếng dùa úp cái lấy hớt còn còn là xong. Nãy giờ thấy cũng là lanh lanh đó chứ đâu có phải ít nói gì đâu. Quản lý ngành hàng mà đâu có vừa. Thời gian rảnh thì em làm gì? Dạ em rảnh thì em chơi thể thao. Bóng gì? Dạ bóng chuyền, dở lắm. Cái vị trí nào mà tệ nhất là em đứng cái đó đó chị. Lụm banh đầu ví dụ như vậy. Em thích lắm, chiều em ngồi ra phải chờ, ngồi đợi tụi nó ra chứ đủ mới chơi. Tại nó đâu đánh đâu có banh đâu lụm. Dạ. Em là không có giỏi về thể thao vậy. Em không có chơi thể thao. Tình trường của em như thế nào? Từ trước giờ em chưa quen ai là mới tình chính thức. Có bạn bè giới thiệu thì cũng được hai mối nhưng mà chỉ đi dừng ở điểm uống nước lần đầu tiên là không thấy không hợp là không đi. Lý do sao em, người ta không hợp em hay em không hợp người ta? Nhiều khi mới cái anh đó thì mới quen nhưng mà chưa hết mà ảnh giống như anh đi nói với tất cả mọi người em giống như là bạn gái của ảnh vậy, mặc định em là bạn gái mà khi đó em với ảnh chưa có sợ là xác định uống nước cũng chưa hay gì cũng chưa, đang làm chung thì ghẹo chọc vậy thôi. Cái ảnh nói với ta là em bạn gái ảnh, cái em ghét quá em ve luôn. Rồi một anh nữa. Anh nữa thì cũng mới quen mà ảnh cứ nói chuyện theo kiểu cũng chưa xác định, cũng mới đi uống nước lần đầu mà nói chuyện theo yêu đương sánh xuống với lại nói chuyện theo tình cảm mà em thấy không có thật nên em cũng coi như là sến mà sến xạo không có. Dạ, thiệt đúng không? Em có thích lãng mạn không? Dạ cũng mất nhiều vừa thôi chứ làm quá em thấy em chạy trước không chưa? Chưa luôn. Chưa tính sức mà. Trời ơi, 28 tuổi xinh vậy mà chưa có bạn trai, chưa có nụ hôn đầu đời thì nghe hay quá anh trai hả? Dạ, tuổi thơ bất hạnh quá. Trời ơi. Tuổi thơ bất hạnh rồi. Còn em có bất hạnh không? Dạ thì mối tình em thì cũng có. Ấn tượng nhất là hai mối tình gần đây nhất, chia tay cách đây 5 rưỡi là mối tình cuối cùng. Rồi sau đó thì cũng thề ở vậy. Nhưng mà cơ duyên đến đây. Thầy ở vậy rồi sao đăng ký đây làm chi? Dạ sao tự nhiên thích thích gì? Thích lấy vợ. Nhưng mà điều trước đó là có bị cú sốc gì không? Là tại sao chia tay mà phải nghĩ là mình sẽ ở vậy? Mối tình đó là khi em quen bé đó, khi em chuyển đơn vị công tác về với nhà đó, sau là bé không chịu về, cũng buồn, thôi chia tay. Sao không về? Bé ở về Tiền Giang. Hóc Môn. Dạ, về Tiền Giang 2 đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Rồi để anh hỏi thử coi,
bé bên kia có chịu về hay không nha. Em gái, dạ, nếu mà lấy chồng á, em có thể về quê chồng ở dưới Gò Công được không? Em thì em xác định là mình muốn ở rể. Em có thể ở rể được không? Bên kia dễ thương lắm. Để từ từ em tính anh. Nếu mà điều kiện thích hợp, môi trường thuận lợi, đúng rồi, thì em cũng chấp nhận. Đâu công việc tốt, điều kiện tốt ở thôi. Nói vậy thôi, cho em nói cho em gái nghe nha. Gò Công với thành phố Hồ Chí Minh không có xa gì. Bây giờ người ta đi quốc lộ 50 ha, đi qua cầu Mỹ Lợi rồi tới Gò Công rồi. Gò Công đẹp lắm em, có biển rồi kia, nó lãng mạn trữ tình lắm. Làm dâu làm rể gì cũng được hết ha. Muốn có người yêu như thế nào? Cao 1m7. Cao nhiêu? Xém. Lớn hơn anh từ 2-3 tuổi. Có. Em 28 hay là 7 tuổi hả? Thì 2-3 tuổi với 7 tuổi nó có khác gì nhau đâu. Bù vô tình yêu, sự chăm sóc, biết quan tâm chăm sóc nè. Người con trai hoàn chỉnh. Em không thích gì người đàn ông? Nói nhiều. Công việc thì cũng hơi nói nhiều đúng không? Cũng có đôi khi nó hơi xàm. Nó xàm, đúng rồi đó. Nhưng mà vui. Anh hứa với em đàn trai dễ thương lắm. Dạ, hứa không anh? Hứa, tuổi thơ nó hơi trục trặc. Em không tin lại mấy tới giờ luôn á. Chưa hung luôn mà. Ráng hồi hung nha. Hung nó đã lắm. Nụ hôn đầu tiên, trời ơi. Nhắm mắt lại. Đó lắm em. Chừng nào tiến tới hôn nhân được? 1 năm. Một năm mình kết hôn được không? Dạ em chuẩn bị hết cháu rồi chị. Chuẩn bị tinh thần. Cháu là hả? Cháu là hả? Có nhà có cửa gì chưa? Dạ giờ còn ở chung với gia đình chị. Với má em. Là lấy vợ về là về làm dâu đó phải không? Dạ. Rồi bây giờ lấy vợ về 1 tháng đưa cho vợ nhiêu? 3-4 tháng lương. Đúng, cũng được. Bây giờ rủ vợ về quê Gò Công thì có cái công việc gì, có xin được việc làm cho vợ không? Vợ làm điều dưỡng đó. Sao không siêu thị được chị? Siêu thị làm gì có ai cần điều dưỡng. Nói chung thì nếu mà tiến tới thì mình cũng nghiên cứu chứ. Bây giờ rủ vợ đi về quê mình thì là vợ hy sinh xa gia đình đi về quê mình thì phải lo được cho vợ. Dạ. Em 35 tuổi thì em chưa quyết định mà em còn nghiên cứu lên cứu cái gì nữa. Thì cái tôi rầu ông quá thì. Bây giờ yêu xa thì ông một tuần ông gặp bạn gái ông được mấy lần? Thì nếu mà ở quận 8 thì đâu có xa đâu. Cái 50 cây số là tới. Thì bây giờ tôi hỏi từng gặp được mấy lần ông tính chi cho mệt vậy? Dạ được 2 lần. Tôi ráng hỏi bên đây coi được không? Dễ thương đấy em. Đi vô mấy siêu lần thị cũng gặp hết á. Ta dọn siêu thị cho ngay tại ở đây luôn đi. Vô siêu thị làm điều dưỡng. Thực chất á là em đã làm quản lý ngành hàng ở siêu thị rồi thì ở đâu cũng có siêu thị hết trơn á. Dạ. Chuyển qua chuyển lại nó không có khó. Nếu cần anh xin cho em. Hả? Được chưa? Thấy anh ủng hộ cặp này đó. Tại dân Tiền Giang anh có cảm tình lắm. Cùng quê ha. Anh là quê Tiền Giang mà. Rồi bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi. Hôm nay mình đi có người nhà đi theo không? Dạ, em có cô với chị. Xin kính chào hai MC dễ thương Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Chào cháu trai và gia đình của cháu. Tôi là cô ruột của Tuyết Ngân. Dạ. Theo cháu trai nói thì cháu ở Tiền Giang là Gò Công mà cháu ở Chợ Gạo hả? Nhà con ở Chợ Gạo, con làm ở Gò Công. Tại vì quê nội của Tuyết Ngân là ở Gò Công Tây. Dạ, vậy là giáp ranh với con. Giáp ranh luôn. Con ở ngay ngã tư Giáp Hạt. Cô có một bà dì ở Chợ Gạo, thành ra cô cũng biết ở đó. Dạ. Thấy chưa, cô biết vậy mà cháu nó không biết gì từng. Cháu cũng ít có đi về. Dạ. Cô thấy dân Tiền Giang dễ thương không? Thì nếu mà nói về dân Tiền Giang thì ok rồi. Nhìn cháu trai đây thì cô thấy cũng được. Thì ở đây là cô cũng tán thành. Dạ, con cảm ơn cô. Tuổi 35 này thì cô hy vọng là cháu sẽ chững chạc, là có thể lo cho cháu cô được. Lý do mà Ngân nó muốn cháu về làm rể là tại vì chị có 2 chị em thôi. Và chị thì đã ra ở riêng rồi. Thành ra thì Ngân nó muốn kiếm một người có thể mà ở rể được. Duyên nợ đi con, chồng đâu thì vợ đó. Nó chưa gặp thôi, nó gặp nó gật đầu lia lịa cho coi. Dạ, cảm ơn cô. Hôm nay em đi với ai? Em đi với chị họ của em. Chào Quyền Linh. Dạ, chào chị. Chào Cát Tường. Dạ, chào chị. Em gái với chào khán giả ở dưới quê. Tôi coi chương trình này là tôi phe của Cát Tường không hả? À. Dạ. Chứ trái ngang ngược lại khi mà đi lên chương trình này lại là đi cho đàn trai. Lên đây mấy phút thôi nên nó không có thể hiện hết cái những gì mà cái ưu điểm của mình. Dạ. Nên thành ra thôi cho tôi bổ sung đi. Rồi dạ. Giờ cho Cát Tường nói vô giùm nha. Dạ. Cái gia đình của tôi là có cái truyền thống như nè, là quý phụ nữ. Dạ. Nể và cưng phụ nữ. Dạ. Nếu ai mà nghĩa là em là 30 mấy tuổi nhưng mà không phải là ế nha, đừng nói ế nha. Dạ. Là chậm mà chắc.
ai có cưới vợ là cũng có hạnh phúc hết. Về cưng vợ, tới năm nay là ba chị là 86 tuổi mà vẫn kêu má chị là mình ơi, em. Dễ thương quá. Cát Tường nói thêm vô chứ có mấy phút là em chị không thể nào nói được. Hồi đó mình coi ở nhà mình không thấy sự cực khổ của cái chương trình. Khi em mình có đăng ký rồi á thì thấy là cái cô gì đó cổ gọi điện thoại nè, cổ đi tới đi lui này kia, mình nói rất là cảm ơn chương trình. Lên trên này rồi em cũng nên cho Long một cơ hội đi chứ, tại vì lên có mấy phút làm sao mình có thể thể hiện được cái cá tính chị tốt của lo mình cho được. Em quá lo cho em quá trời luôn. Dạ anh chào chị, tại là phần ở đó thì em ở đây nhiều nên đến với miền quê thì em cũng hơi ít vậy nên em cũng không rành gì ở dưới nhiều. Nếu mà được thì em cũng phải về, đi theo chồng về quê làm vô. Nếu mà hai đứa bấm nút thì đãi trái cây ăn. Chị với nó có vườn sầu riêng cũng có mà vườn dừa cũng có. Trời ơi. Long ơi, cái quyết định là do nơi em nha. Nếu ngồi ngay vị trí của em hả chị, bấm nút. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, mở hàng rào. Thời gian này là của em đó Long. Dương tùm lum. Đó cái gì vậy ông? Tèn 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 tèn. Rồi tặng em. Tèn 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 tèn. Rồi chào em. Anh nói sàm gì anh nói chút đi. Anh cũng vậy, em sàm sàm vậy thôi chứ nhiều khi trong đám đông anh cũng rung. Sao là anh thấy em đâu có rung đâu? Rung vậy đó. Nó nhảy nhảy nó nhiều hơn em nhiều luôn á. Vậy hả? Rồi anh có hay nhậu nhẹt hút thuốc gì không anh? Em không thích nhậu nhẹt hút thuốc. Anh không nhậu. Cũng không uống thuốc, ngoan. Em cũng ngoan. Nếu mà có điều kiện anh sẽ kể lên toàn cái tuổi thơ mà bất hạnh của anh cho em nghe. Giờ trên đây thì nó đâu có thời gian đâu mà để kể hết. Không có thời gian sao không biết có thời gian. Ngồi cho tôi nói tới sáng luôn đó. Dạ. Từ thả diều tới hái trăm rồi thì nó nhiều lắm anh, nó viết lên nhiều trang giấy lắm. Em rất là xinh, rất dễ thương, hiền. Em thì thấy anh thì cũng được nhưng mà tính em thì hơi nghiêm túc, em cũng ít nói chuyện, ít tiếp xúc với người khác nên anh thấy anh hình như nói nhiều hơn nè. Đó nhiều khi đó là một cái ưu điểm của anh á. Con đường từ nhà em về nhà anh thì cũng gần. Hồi nãy anh lỡ nói bên kia hai lần rồi, thôi anh cố gắng nhiều lần hơn trong một tuần anh sẽ đến thăm em. Hát bài gì cho bạn gái đi, Gò Công gì đó. Hát dở lắm nha. Cô ơi cô đừng đi lấy chồng, về Tây Đô tôi ngồi hát cô nghe ớt trời ơi. Ơi không được. Tiếp đi, đang hay mà trời không ơi. Không tốt rồi chị. Mất hứng ghê. Bây giờ nói một câu nào cho nó đàng hoàng, thuyết phục bạn gái người ta mới quyết định bấm nút hay không, nhìn thẳng vào mắt nhau. Nếu em cảm thấy tin tưởng thì cho anh một cơ hội. Hết thời gian. Đặt tay vào cái thấm lên. Suy nghĩ thật kỹ nha, quyết định là do bản thân của mình. Các bạn đừng bấm vì tất cả điều gì cả, mà hãy bấm bằng cái đầu và bấm bằng con tim của mình nha các bạn. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Mẹ. Hát tay nhau trước đi. Một cô gái rất dễ thương đó. Rồi, hãy xin phép hai bên hôn nhau đi bạn. Dạ cô ơi, cho con xin hôn em. Cô chấp nhận thấy chưa? Đó. Cố gắng lên ha. Đây là những chiếc vé xem phim của cùng đập Cinebox 212 đi chiến thắng gửi tặng các bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp BTX trên toàn quốc. Và đây là bộ sản phẩm cốm trẻ hóa trị nám đẹp da Skin Food do công ty Hoàng ZN sản xuất và phân phối gửi tặng hai bạn. Đây là một cặp gối của nệm Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam. Một cái phiếu giảm giá 25% khi mua nệm Đồng Phú trên các chi nhánh trên toàn quốc. Một chiếc TV Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ, thăng hoa cảm xúc. Cái TV này sẽ nằm trong căn nhà của hai bạn nếu như hai bạn kết hôn. Mừng, vui quá ha. Mình vui. Miễn là cái tính cách là tiền, biết lo làm ăn, biết quan tâm đến gia đình và đặc biệt là dung tỷ về là đủ rồi. Khi mà gặp anh rồi thì em thấy anh giống như là một người rất là thân mến với em. Người mà em đang tìm. Thì tình nhân miền Tây là rất là... Thật sự mà nói thì trong mắt anh ấy có những cái điều rất là chân thành. Tôi nghĩ rằng đây là một cái cơ hội thật tốt cho đôi trẻ.
và hy vọng rằng một ngày nào đó họ sẽ gửi thiệp cưới cho chúng tôi nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời quý vị. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, giới thiệu về mình đi bạn. Dạ, đầu tiên em chào anh Hoàng Linh, chị Cát Tường và chào quý khán giả, chào bạn gái bên kia. Em tên là Cao Văn An, 27 tuổi. Hiện em đang sinh sống và làm việc tại Tiền Giang. Tiền Giang luôn? Trời, bữa nay miền Tây không ha. Làm gì Tiền Giang lên đi hết ông nội. Làm công việc gì? Dạ, công việc của em là nhân viên bên sản xuất giày thể thao xuất khẩu của công ty Đài Loan ạ. À. Em ở huyện nào? Dạ, huyện Trà Gạo ạ. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Chào em. Bạn nam bên kia và toàn thể quý vị khán giả có mặt tại trường quay hôm nay. Em tên là Quỳnh Thị Tuyết Trinh, năm nay em 28 tuổi. Em sinh sống và làm việc ở Đồng Tháp. Tiền Giang với Đồng Tháp sát bên nhau. Chỉ có xíu thôi. Lớn hơn tuổi có sao không em? Dạ không vậy, tuổi tác thì em không quan trọng vậy. Rồi không quan trọng, bạn gái có ngại gì không? À, nếu bạn nam đồng ý thì em cũng đồng ý. À dạ. Vậy hay quá. Em có ưu điểm như thế nào? Tính em thì rất là hiền, vui vẻ, siêng năng và có tính tự lập cao. Biết quan tâm đến gia đình, biết nấu ăn cũng như là chăm sóc trẻ con, đam mê dòng nhạc bolero. Rồi hồi hát bạn cô ấy nha. Còn khuyết điểm? Em có tật là hay quên. Dù là khi mà khi em làm việc gì đó thì phải làm cho liền. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn, biết hát, có tham gia thể thao. Chơi môn gì? Taekwondo. Dữ không? Có đai gì không? Sắp lên đây đen nhưng mà lúc đó em thi cao đẳng nên mới đai đỏ hả chị? Quá dữ luôn. Bên kia cẩn thận nha. Rồi khuyết điểm? Khuyết điểm của em là hay quên với nóng tính. Rồi sao hai đứa nào cũng hay quên hết trơn vậy? Em gái có thích nhạc bolero không? Dạ, em rất thích anh ơi. Rồi, giỡn vậy là một Tây hồi hai đứa gì? Kiếm bài nào hát chung nha. Tình trường thì sao nè? Dạ, em có một mối tình được 2 năm xong rồi chia tay. Sao chia tay? Tại vì do là nhỏ tuổi hơn em. Với cái thứ hai là bạn nóng tính và hay ghen, kiểm soát em luôn á. Rồi, em phải hỏi bạn trai bên kia coi, tại vì bên kia cũng nhỏ hơn đó. Rồi, có ghen quá không? Em hỏi đi. Anh có ghen không anh? Ghen nhưng mà ghen đúng mức em, đúng mức đúng chỗ. Rồi anh có nóng tính không? Tại vì em nóng tính mà. Nói chung là tính anh thì hiền, nhưng là nóng tính này gặp với hiền là hòa đồng với nhau. À, vậy tình trường của em thì sao? Mấy mối tình rồi em? Có 2 mối tình, em chia tay được gần 1 năm. Hôm đó là đi làm về em cũng nhắn tin gọi điện bạn á. Thì bạn cũng không nhắn tin lại, là cũng không nghe máy luôn. Ngày hôm sau thì em qua thì em biết là bạn đó là đã có người mới rồi. Gì kỳ vậy, nhanh vậy? Dạ anh ơi, cho em hỏi lỡ như em có công chuyện mà em không nghe máy hay không trả lời tin nhắn được rồi sao anh? Em nghe không được, em trả lời không được thì có thể là khi nào em rảnh thì em trả lời lại. Còn đằng này là không có trả lời gì luôn em. Rồi bây giờ bạn gái muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Cao hơn em. Cao nhiêu em, cao nhiêu? Dạ em cao 1m62. Dạ chị thấy cao dữ ạ. Bạn trai cao nhiêu? Dạ em cao 1m7 ạ. Được không em? Cũng được. Dạ được chị. Rồi gì nữa? Vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm chăm sóc cho gia đình, không có nóng tính, không thích bạn trai gia trưởng. Em hỏi thử ảnh thôi, anh có gia trưởng anh ơi? Anh có gia trưởng không vậy anh? Anh à, không gia trưởng em. Có cái mẫu người lý tưởng là giống ai không? Dạ mẫu người lý tưởng của em là anh Quyền Linh. Ồ rồi, còn bạn trai bên kia mẫu người lý tưởng của em sao nè? Không quan trọng về bề ngoài cho lắm, miễn là cái tính cách là tiền, biết lo làm ăn, biết quan tâm đến gia đình và đặc biệt là chung thủy, như vậy là đủ ạ. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Hay cạo nhạo vậy. Ví dụ khi mà sai một việc gì đó thì nói khoảng 2 hoặc 3 lần thì đủ nghe rồi, chứ đừng có mà cào nhào càm ràm quá. Nếu mà được thì em muốn khi nào mình tiến tới hôn nhân? Dạ có khoảng 1 đến 2 năm. Có yêu cầu gì phía nhà trai nữa không? Thông cảm được công việc của em, bởi vì công việc của em là bên công tác đoàn á, thì đi hoạt động xuyên suốt à, thường xuyên nói chuyện với vận động thanh niên và tổ chức. Thì thí dụ như phải về bên về Tiền Giang làm dâu thì em có đi được không? Chuyển công tác được thì em đi về bên chồng. Nghĩa là anh có công việc được ổn định thì chồng đâu vợ đó vẫn được đúng không? Dạ. Chào em. Dạ chị. Bạn gái bên này là cực kỳ sợ đàn ông ghen, tại vì công việc của bạn là tiếp xúc với thanh niên nhiều đó. Cái đó thì về công việc thì em cũng không có ghen cái vấn đề đó à. Mình đang sống với ba mẹ hả? Dạ đang sống với mẹ. Rồi lập gia đình là mình ở chung hay là mình ở riêng? Dạ thì em trong gia đình thì em là con trai út, nên là ở đang ở chung với mẹ luôn. Em có phải là người lãng mạn không? Nói chung thì cái vấn đề mà trong tình yêu thì em ít khi nào mà dùng lời nghĩa ngọt ngào lắm vậy. Em chỉ là thể hiện bằng cái hành động của mình thôi. Nếu kéo màn lên mà cảm thấy ưng bụng là phải có một cái pha tỏ tình gì đó lãng mạn. Dạ. Nha. Trai này hiền khô à. Chào em gái. Rồi, dễ thương quá. Bạn trai bên đây á, cao ráo ha, hiền từ, nhẹ nhàng,
không có nóng tính đâu, nói thôi với em mà la cái là sợ rồi. Nếu mà gặp chồng mình hiền quá thì sao? Dạ nếu mà chồng hiền thì tốt chứ sao anh? Tốt. Anh này tốt đó. Nhưng mà đừng có ăn hiếp ảnh nha. Ảnh hơi khô khan chút xíu, nhưng mà nếu mà em hướng dẫn đó, em gợi ý thì chắc chắn anh sẽ làm được tất cả. Mấy người hiền là mình phải gợi ý thôi à. Còn điều quan trọng gì thì tụi em quyết định nha. Nay hai bạn có đi với người thân không, bạn gái? Dạ em đi với chị ruột của em. Dạ chị... em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường, chào em trai và toàn thể những vị quan khách có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ em chào chị ạ. Em thấy vui chào không? Em. Em thấy em trai này cũng được, cũng hiền. Nhưng mà tùy duyên thôi, tại vì duyên số là cũng do mình tự tạo và nắm bắt một phần. Cũng mong rằng hai em sẽ được hạnh phúc. Còn nghe nói em gãy tương lai thích nhạc Pororo thì hãy về đội của chị sẽ huấn luyện em nhiều hơn ạ. Đám cưới của em chị sẽ làm trực tiếp làm MC ạ. Rồi chị cũng cảm ơn em rất nhiều ạ. Em đi với mẹ em với hai anh trai của em ạ. Chào Quyền Linh, chào Cát Tường, chào khán giả trong trường quay. Cô cũng nhận xét cháu gái đây cũng được, cũng dễ thương. Nhà chương trình đó cũng giúp đỡ giùm mà... cho anh trai của cô thì nó hiền lắm đó, chứ nó thì cơm nước đồ nấu ăn đồ thì giỏi lắm đó. Nó có dẫn ai về ra mắt cô chưa? Không có quen, mà quen không có dẫn về. Tôi nói quen là dẫn về, còn không có tính trăm năm thôi không có dẫn về. Cô thấy dạ. Đây dẫn về được chưa? Thì dẫn về cũng được thôi. Rồi cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Bây giờ đến giây phút là kéo cái hàng rào này ra để hai bạn gặp nhau. Mở hàng rào. Chào mừng anh dạ. Có món quà nhỏ là cái một chiếc sơ môi để tặng cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Anh hy vọng rằng em cũng như là cái chiếc sơ môi này luôn xinh xắn và nồng nàn. Dạ. Bây giờ hai đứa coi tính coi hát bài Bolero nào thử coi hợp không? Em thích bài Lại Nhớ Người Yêu không? Anh hát tặng em bài Bolero đi rồi em sẽ hát anh một câu vọng cổ. Vì sao anh nhớ em thế này? Thương nhớ đông đầy trong lòng mặt. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Tim phàn em sáng cả đời anh. Vô dòng cổ liền, vô luôn. Còn có đêm nay tâm tình này em xin thốn càng. Để sáng mai này thuyền hoa tất bến đưa bước em đi về nơi xứ lạ, bỏ lại sau lưng bao kỷ niệm êm đềm. Sao chị cười cười dữ vậy chị? Dạ tại em hát dở quá. Không phải, em tại không có đàn thôi. Bắt lạc tông chút thôi. Bây giờ hai đứa tâm sự với nhau đi. Dạ anh nhận xét em như thế nào anh? Nói chung này lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em cũng rất là xinh. Dạ, em cảm ơn anh. Và cũng hiền. Còn em cảm nhận anh như thế nào? Khi mà gặp anh rồi thì em thấy anh giống như là một người rất là thân mến với em. Người mà em đang tìm. Anh rất là hiền và dễ gần gũi và hòa đồng. Công việc của em là ở bên đoàn trường hay gì em? Dạ, bên xã đoàn anh. Xã đoàn? Dạ, công tác bên đoàn thanh niên. Lúc trước thì anh cũng là sinh viên, cũng có tham gia công tác đoàn cho nên là vấn đề đó anh cũng hiểu. Dạ. Anh với em quen nhau và thấy hợp vậy thì tiến tới hôn nhân hay là em cần khoảng thời gian nữa không? Dạ, tại vì em muốn tìm hiểu thôi, tại vì em sợ cái người mà nam mà gia trưởng như nóng tính lắm, tại vì tính em đã nóng, em cần tìm một người là nguội để giảm bớt cái tính nóng của em. Em cứ yên tâm đi, anh tính anh hiền, không có nóng tính đâu, nhưng hòa với em được. Dạ. Bây giờ bây giờ cổ nóng quá, cổ quýnh em thì sao? Dạ chắc không có quánh đâu nè. Thí dụ nóng quá quýnh sao? Thì em làm gì? Chạy. Chắc em nghe em chạy thôi chứ. Chạy thôi hả? Thôi thôi không quýnh đâu, trừ đừng hợp lỡ đâu. Tay được. Mà mình làm gì quá đáng rồi. Đúng rồi, anh thấy bạn này hiền lắm, có gì đâu nói chứ. Bên kia làm gì có chuyện quýnh đây không? Rồi bây giờ em đang suy nghĩ gì về người đối diện? Và nói tất cả những gì mà mình ấp ủ trong lòng từ nãy giờ, nói cho cô biết đi, rồi ta tiến hành bấm nút. Thì nói chung là ngày hôm nay anh với em được ngồi tại đây thì cũng như một cái duyên. Anh với em cũng chờ đợi khoảng thời gian cũng khá là lâu mới có cơ hội gặp nhau.
thì anh cũng cái khoảnh khắc này anh rất trân trọng và xem nó như một cái kỷ niệm quý giá nhất của anh cũng như là với em. Em có thích hay xem phim không? Dạ có, nhưng mà thường em xem ở trên TV không ạ. Anh cũng xem phim trên TV không ạ. Anh cũng mơ ước là được một lần ngồi ghế đỏ để mà xem phim. Thì ngày hôm nay á, chương trình có tặng cho anh với em hai vé xem phim. Thì anh... Ủa có tặng không? Không, mình dự tính trước anh. Vé đâu cho? Nhưng mà em đồng ý thì chương trình sẽ tặng cho anh với em hai vé xem phim. Không có. Anh em không nghe. Không có, chương trình này không có vé xem phim. Tự lo. Cái gì còn trên bàn, còn cái gì nữa kìa? Để đây lát em hát rồi nữa, tặng nữa. Hát nữa, tặng nữa, tỏ tình đó hả? Hiện tại bây giờ em đang ở Đồng Tháp luôn em. Dạ đúng rồi, em làm việc ở Sáng Khánh của huyện Châu Thành. Nói chung thì cũng tương đối gần với Tiền Giang của anh. Anh thì khúc trong Mỹ Tho. Một tuần lễ giờ em rảnh được bao nhiêu ngày? Em đi làm là được nghỉ thứ bảy chủ nhật. Có hoạt động thì em sẽ đi hoạt động. Anh cũng làm việc giờ hành chính hả anh? Anh làm giờ hành chính không ạ? Dạ. Qua thăm em thì anh sẽ gọi trước báo trước cho em. Thì em sắp xếp dạ, được. Dạ, tại vì từ Tiền Giang mà qua bên Đồng Tháp em cũng gần. Còn vụ này tới chừng nào mới đưa? Hát hò gì đó. Tặng em một cái văn học này anh sẽ hát một cái tặng em. Lần đầu gặp em anh cứ thương em nhiều. Chắc em là cô Tâm miệng dạ, cô Tâm ngày xưa hay là... Trời ơi. Chung có quên nè. Làm lại, nắm tay vô. Rồi, nhìn thẳng vô mắt nhau, hát lại cái bài này tỏ tình lãng mạn đó. Bài này nhớ nhiều. Thức tròn đêm nay để nhớ thương em. Anh nghe tình yêu thức dậy trong lòng. Đêm từng màu thời gian đến. Bóng hình người mình yêu mến. Ôi nhớ gì hơn nhớ người yêu. Rồi. Ok, trở về chỗ ngồi đi em. Một kho tàn nhạc hết bên này đổi bài kia liền. Bấm nút là trao cái duyên cho nhau nha các bạn. Suy nghĩ thật kỹ, quyền quyết định là ở các bạn. Và hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Một. Bấm đi, cặp này được lắm đó, bấm đi. Không bấm thì lại tôi bấm giùm cho. Ba. Hết thời gian. Làm thì lo chết luôn. Sao chậm vậy em? Dạ tại em có bấm nhưng mà không có lực cho nên không vô. Rung quá hả? Dạ. Rồi nắm tay ảnh cảm nhận sao? Có truyền qua cái miếng điện nào chưa? Tay em thì ấm mà tay anh thì lạnh. Nhưng mà hiện tại em cũng đang hơi rung. Không. Em xin phép bà chị em Hưng Trinh. Thấy sao? À được ạ. Con gái thấy sao con gái? Có cảm giác ạ. Rồi nè bây giờ mới lấy vé nè. Đây là những chiếc vé cùng cụm rạp Cinebox 212 lý chiến thắng. Mời các bạn đến đó xem phim. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Tặng hai bạn một bộ sản phẩm cốm trẻ hóa, trị nám, đẹp da Skin Food do công ty Hoàng ZN sản xuất và phân phối gửi tặng cho hai bạn. Đây là một cặp gối của nệm Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam. Một cái phiếu giảm giá 25% khi mua nệm Đồng Phú trên các chi nhánh trên toàn quốc. Ở đây là một chiếc TV Smart TV 40 inch trị giá là 6.990.000 đồng hiệu Akino, tinh hoa công nghệ, thăng hoa cảm xúc. Chiếc TV này sẽ nằm trong căn nhà của hai bạn nếu như hai bạn đồng ý kết hôn.